Theo người dân, vụ sụt lún xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 4 tháng 9 khi đang có mưa dông lớn. Thời điểm này, nhiều người phát hiện hàng cây, trụ điện ven đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp giáp dự án chung cư Phú Tài 2 sụt dần xuống, kèm theo tiếng động ầm ầm. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tại hiện trường, vụ sụt lún kéo dài hàng trăm mét, sâu từ 3 đến 4 mét. Dọc tuyến đường, lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân. Một người dân ở gần hiện trường cho biết, nhiều ngày trước, tại dự án chung cư Phú Tài 2 có thi công cống thoát nước, cống sâu sát đường Hoàng Văn Thụ. Một người dân khác cho biết, trước đó vài ngày, đơn vị thi công đang đào đường thì xảy ra sụt lở đất. Sau đó, họ có đổ 4 xe bê tông để khắc phục. Theo đại diện điện lực ở thành phố Quy Nhơn, vụ sụt lở đất khiến cho trên 500 khách hàng ở dọc đường Hoàng Văn Thụ bị mất điện và nhiều trụ điện, trạm điện bị hư hại.